Thế sẽ review cái BB235 da vàng. Cái lô này thì có bôi thuốc một ít. Ngày hôm nay thử coi có mủ nhiều không nha bà con. Đó thì cũng mủ cũng nhiều, đục kéo cũng đầy tô. Ủa bà con thấy đầy tô. Đây, đầy 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 tô. Đó. Mình đục. Mình đục cũng còn chảy nha. BB235 da vàng. Nó cũng có lộn da xanh nữa mà da vàng nhiều. Lô này thì vừa đục vừa kéo thì vẫn trên 30 độ. Này đầy tràn ra đất luôn. Quá trời luôn. Ở đây hai tô, thứ một mình gấp hai tô mấy. Ok nè, cây này gấp đục là sấp xỉ ba tô đầy. Bà con thấy đầy đầy ha. Hai tô đầy luôn. Một tô mình gấp. Mình gấp thì cứ đều 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 cây hai ba tô rất là nhiều mũ mà con BB235 da vàng. Cái này có bôi thuốc cộng với thời điểm này trời lạnh nên rất là có mũ. Cây này là nhiễu đất luôn. Đó, đều 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 hai tô chút rất là có ký nữa mà con. Cái này là BB235 da vàng nha bà con. BB235 da vàng. Rồi, thấy cũng review sơ cái lô này có mũ chia sẻ với bà con. Cũng hơn nửa tô. Cái này đầy tô luôn. Có độ. BB đây BB đa số là BB235 da vàng. Video đến đây thì thấy cũng review cái lượng mủ có bôi thuốc kích thích cũng như cộng với thời tiết lạnh á thì mủ rất là nhiều. Video đến đây thấy cũng xin kết thúc và hẹn bà con ở những video khác.